Bộ phận đẹp nhất của mỹ nhân Simit Đôi mắt của Dương Mịch Xương quai xanh của Angelababy, Baby Để nhiệt ba Bạn là thì chắc hẳn biết đến rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp và hoàn hảo đến khó tin. Tuy nhiên mỗi mỹ nhân hoa ngữ đều có ít nhất một bộ phận đẹp nhất trên cơ thể và chính đặc điểm này khiến họ được các cô gái ngưỡng mộ không thôi. Vậy bạn có biết loạt mỹ nhân như Địch định Nhiệt Ba, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi hay Triệu Đại Dĩnh các bộ phận nào trông đẹp nhất hay không? Đôi mắt của Dương Mịch từ khi bước chân vào làng giải trí Dương Mịch đã khiến mọi người nhớ mãi không quên vì đôi mắt to long lanh như biết nói. Vẻ đẹp của Dương Mịch khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng bộ phận khiến các cô gái ghen tị với nàng mỹ nhân này nhất đó chính là đôi mắt. Bàn tay của Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi có một gương mặt xinh đẹp Khí chất thoát tục tựa như tín nữ. Thế nhưng bộ phận đẹp nhất của Lưu Diệc Phi không nằm ở gương mặt mà lại chính là bàn tay của cô ấy. Bàn tay của thần tiên tỷ tỷ được đánh giá trông rất thần thả lại chẳng mịn nữa chứ. Sương Quai Xanh của địch đại Nhật Ba và Angelababy Baby Địch đại Nhật Ba và Angelababy Baby đều là những mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz hóa ngữ. Vẻ đẹp của họ khiến công chúng bị thu hút. Và các bạn biết điểm đẹp nhất của Nhật Ba và Baby ở đâu không? Đó chính là xương Quai Xanh. Dù hai nàng mỹ nhân này có hơi gầy, nhưng xương Quai Xanh của họ lại đẹp xuất sắc. Tấm lưng của Lợi Dĩnh và Lưu Thi Thi Điểm đẹp nhất của chị Lợi Dĩnh không phải đôi mắt to hay sống mũi cao mà là tấm lưng trần đẹp khỏi bàn. Như chúng tôi nhìn vào cũng mê luôn. Mà nào đến đây thì chúng ta không thể không gọi tên Niu Thi Thi vì tấm lưng của cô ấy cũng xuất sắc, không kém lệ dịnh đâu nhé. Đôi chân của quan hiểu đồng Có chiều cao chắc phải trên 1m72 nên quan hiểu đồng cũng sở hữu một đôi chân dài thuộc hàng cực phẩm. Đôi chân của quan hiểu đồng không chỉ được khen là dài mà còn rất thân gọn. Ngay cả khi cô ấy có tăng cân nhiều thì đôi chân này vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Mũi của Trương Bà Chi nào đến những mỹ nhân có sống mũi đẹp nhất showbiz hoa ngữ thì chúng tôi tin rằng Trương Bà Chi sẽ nằm trong top đầu. Trương Bà Chi thì xinh đẹp có tiếng rồi và điểm khiến cô ấy tự hào nhất chính là sống mũi vừa cao vừa thẳng lại thon gọn. Bảo sao mà các cô gái thích chỉnh sửa để có mũi giống Trương Bà Chi tới vậy? Những điểm đẹp này của dàn mỹ nhân hoa ngữ khiến nhiều cô gái mê lắm, trong đó có cả chúng tôi. Ngoài những bộ phận mà chúng tôi kể ra, thì bạn cảm thấy những mỹ nhân ở trên còn có điểm nào đẹp nhất nữa không? Đừng ngại ngần, Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của P-Vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.